nước luôn. Tức là mình đang ở trong phong cảnh 4D á, chứ không phải 3D. Chiếc xe ở đâu? Ôi trời, đâu? Coi con mình với vợ mình coi. Thôi vợ con mình sao? Vợ con mình còn trong xe, không sao. Vợ con còn trong xe, không sao quý vị. Wow, đẹp đẽ nha, đẹp đẽ nha. Bây giờ sáng vợ chồng mình cùng bên gia đình Như và anh Tấn đi kiếm chỗ ăn. Thì mọi gia đình chọn tới một cái tiệm phở này. Trong đây anh mình tới đây lần đầu tiên, mình thấy cũng có nhiều cái thương mại của người Việt ở đây, mình cũng rất là thích. Nên hai vợ chồng ăn uống trong đây xong rồi có thể sẽ đi một vòng coi chỗ đây buôn bán cái gì cái gì. Nên sau khi này rồi bắt đầu mình mới đi kiếm chỗ cho mấy đứa nhỏ đi chơi. Nhưng mà theo cái vấn đề mình bàn tính ngày hôm qua đó, thì ai cũng gọi là vố á, là đi Universal Studio thay vì đi Disneyland. Thì có thể khả năng mình sẽ đi Universal Studio. Chú đang làm gì đây? Holding bunny. What? Bunny. Bunny. Tại sao mà đi mà cầm bunny qua vậy? Yeah. Hả? Bunny. Tại sao? Gỡ cái mạc ra nè. Tại sao cầm bunny qua vậy? No, we have to take them out. Yeah. Tao tưởng đâu là con lấy trong tiệm ta sao? Mày lật ra nha. Ừ. Yes. Bunny hướng tao rồi. Oh, xin lỗi. Mày hướng lên mày gặp tao. Bunny rồi. À. Đem con bunny đi làm lẩu đi. Biết không? Đem con bánh đi làm lẩu đi. No. Không được hả? Sao vậy? Con có ăn lẩu bánh đi chưa? No, he's not gonna talk with you. Rồi, bây giờ hai gia đình mình đã có mặt ở đây rồi. Mình đợi anh Tấn tới nữa. Là mình vô xếp hàng, xếp bàn. Xếp bàn, 12 người. Ok, 12 người quý vị nha. Mình đi, hôm nay là 10 đúng không? Nào, ok. Yes. Có chừng xe nha, có chừng xe nha. Dạ. Nói con dừng xe nha, con dừng xe nha. Ừ, nó bằng nhau luôn. Rồi sao hai con muốn giới thiệu chương trình gì đây? Nói đi. 1 2 3 vô. Rồi cô chị ấy, cô chị em ơi, chị ấy. Chị nói nữa mau. Có lên. Chị nói đi. Còn cái bên nhiều chả. Rồi hay dạ. Rồi, ok mẹ sẽ rồi đây là bánh cái gì? Bánh phở tư luôn hả? Bánh phở tư luôn, vào nhìn nó dẫn nha. Phở tư ngon dạ. Ha. Dạ. Bên tiểu bang tôi không có bánh phở tư. Đây dạ, ha. Nó có chuông. Cần có tiền á. Công dẫn mấy tập đại rồi này. Rồi quý vị, sau đây thì tới phiên Mr. Bưởi, mình có một cái tô bún bò. Bún bò bự. Hình như tô nào cũng bằng cỡ hết trơn á. Tô nào cũng bằng cỡ hết chứ không có bự gì hết trơn á. Wow, quá xá là ngon, màu sắc hết sảy luôn. Dạ. Dạ mình nói cái tô phở hồi nãy rất là ngon. Rồi cái bún phở tươi rất là ngon. Rồi dạ mình ăn khen ngon thì là hết sảy rồi. Và đây là cái tô rau. Rồi mình rất là happy khi mà ai cho mình đóng rau này quý vị. Coi như là ở nhà mình đi ăn phở mà đưa 2-3 cọng rau là mình buồn á. Và đây cũng còn mớ rau nữa nè, cho bên của anh Tấn. Tô của anh, của Đạt luôn á. Hết sảy chưa? Hết sảy ha. Ăn được 2 muỗng rồi quý vị, rất rất là đậm đà, rất là ngon luôn. Rất là ngon. Mà dạ mình ngồi rất là xa cho nên đây mình nói được nha quý vị. Trừ khi nào bà coi video bà mới nghe. Nó tóm lại là ngon hơn vợ mình nấu đó quý vị. Ngon.
Rồi, không sao đâu, bảo ngồi xa lắm, bảo nghe đâu. Đây, rất là ngon. Rồi quý vị, mình gia đình mình đã ăn xong rồi. Mọi người còn ở trong đó, người thì đi đây đi đó gì chồng chồng. Xong rồi mình ra đây cho hưởng thụ cái ánh nắng mát của Cali như thế nào phải không? Chứ còn ở bên Boston mình giờ này mà đi ra gặp gió là coi như là lạnh cống. Bên đây mát đẹp quá đi. Thì trong chổng tổng cộng 10 người ăn tính luôn hai đứa bé đó, thì hầu như người nào mà có cái tâm hồn ăn uống ăn đều khen ngon. Và vợ mình ăn cái tô hủ tiếu cũng khen nức nở rất là ngon, đúng không? Đạt cũng có thử 2-3 muỗng của vợ Đạt cũng rất là ngon, và cái tô của Đạt cũng rất là ngon. Quý vị, Mr. Đạt rất là dễ ăn, cái nào ăn cũng ngon hết. Nhưng mà mình không có nói, mà cái nào mà mình nói ngon, thật sự ngon đó là nó rất là ngon. Mình ăn cái tô bún bò Huế này mình công nhận là ngon thiệt chứ. Rồi cái này nếu mà người nào mà ăn mạnh á, order cái tô bún bò Huế này cộng với lại ổ bánh mì nữa là ôi chu chà là bá cháy luôn quý vị. Rất là ngon. Rồi hai bé bận bộ đồ giống nhau, giống như là hai chị em sinh đôi à, đi nắm tay tình tứ vậy chưa. Bây giờ gia đình mình đã đồng vốn với nhau là sẽ đi Universal Studio. Okay. Rồi, welcome. Front gate that's a different, that's a $65. Giờ mình đang kiếm đường đi vô parking. Này kiếm đường đi vô parking nữa hả? Dạ con. Chưa. Chừng nào ba đậu xe con mới được seat belt. Lấy seat belt, not seat belt. Take off the seat belt, yes. Lấy seat belt ra. Oh, lấy seat belt ra, đúng rồi, mẹ nói lộn. Yes, drop off. Yeah. Cho mấy đứa nhỏ đi mình cũng được ké được chút đỉnh. Đi đi, cho biết. Nói tóm lại là mình đi đậu cái chỗ này là 55 đồng. Nó gần cái chỗ Universal Studio là cái chỗ mình muốn đi. Còn cái giá 30 đồng tức là mình đậu General xa, mình đi bộ 15 phút theo cái ông nói. Nhưng mà hiện giờ mình không có đủ thời gian để đi nhiều như vậy. Đúng rồi, tại mình có con nít nhỏ. Con nít nhỏ. Rồi, đại gia đình mình đã tới Universal Studio. Lấy cảnh làm bằng chứng mình tới đây lưu niệm. Đây là lần đầu tiên Trúc Linh and Vienna tới đây. Và nói mượn lý do vậy thôi, chứ thật sự ra cũng là lần đầu tiên Đạt và chú Tuyết tới đây luôn nữa các bạn. Nếu mà không nhờ mấy đứa nhỏ này, thật sự mình cũng không có lý do cơ hội nào mình tới đây để hiểu biết thêm được cái gì. Không có đâu, không có, mình trả tiền rồi. Mình đã trả tiền okay. Mà cả nhà. Rồi, let's go. Alright, let's go. See you again now. Bye. ăn kem dính cái mặt. Chào bạn đã con. Ok. Tại sao con ăn vô? Chào bạn gà. Chào bạn gà bói. Bói ơi, chào bạn không ăn. Chào bạn đã con. Yeah.
nó tới nó chụp hình với công chúa mà nó sợ kem của nó bị chị nó ăn. Ồ, có thiệt không vậy Tài? Chị nó cũng có kem của chị nó, mà nó sợ là kem của nó bị chị nó ăn. Thiệt luôn á. Yeah. Rồi con Thương ơi, let's go. Keep moving. Rồi bây giờ mình đang tới khu lâu đài tình ái gì đây mình không biết quý vị. Rồi, dạ. Anh đúng rồi, anh anh xây cái này mục đích là cho vợ đó dạ. Hai. Đúng rồi. Dạ. Ở đây mình đang ở con đường gì đây? Thì hiện giờ mình đang đi trên chiếc xe train này đi vô những cái thành phố mà mình sẽ gặp những cái phong cảnh hình ảnh này trong cái phim trường của Mỹ đó các bạn. Thì đây là một cái thành phố vốn không phải là để ở mà là cái thành phố để đóng phim đó. Thì tất cả những cái nhà này thật sự là dựng lên với mục đích là để đóng phim à. Because they were filming American Ninja Warrior on this street. That's right, that giant obstacle course was set up here. They hung all of their lighting implements from these 50-foot facades. And they started filming around midnight every night and finishing at 6 in the morning. I wanted to become a filmmaker. I like films that just take you away from your real life and sweep you up in the future. Cole literally does it. I mean, you're on a ship and you're sailing to a lost island, you're encountering monsters and creatures from, you know, fierce and so I was thrilled when Universal invited me back to Skull Island. Ok các bạn, hiện giờ mình đang ở trên chiếc xe lửa và mình đi vô cái khung cảnh gọi là 3D. Ok, 3D. Đó. Wow. Mình đang ở khung cảnh 3D quý vị. Mấy con khủng long này chạy ra nó nhìn nó rượt mình luôn á. Chiếc xe đó coi như là basically cái này là 4D chứ không phải là 3D, là chiếc xe mình nó lúc lắc luôn đó. Hiện nay mình đang trong thành phố kìa. Wow, khủng long kìa. Khủng long kìa. Wow. Phun nước luôn quý vị, phun nước luôn. Tức là mình đang ở trong phong cảnh 4D á, chứ không phải 3D. Wow, chiếc xe ở đâu? Oh my god. Coi con mình với vợ mình coi. Ôi, vợ con mình đâu? Vợ con mình còn trong xe, không sao. Vợ con còn trong xe, không sao quý vị. Oh my god. Yay! That is awesome. Yes. Yeah. Wow. Trilogy, right? So, I know. No. Oh yeah. Sài không à? Không à? Trời ơi. Mấy chiếc xe trong những cái cùng phim là Back to the Future này các bạn. Oh, Back to the Future 2. Wow. Look at all this. From Jurassic World. Flintstone nữa nè đó. That's right. Thank you, fourth row. It's missing its glass. And that's because if you had the glass on there during filming, you get a reflection of a camera person in that shot, which would ruin the shot. They didn't want to ruin the shot. So they add that glass back in the final phase of production, which is called post-production. Now that tank looks Transformer. Whoa. It's our Bradley fighting vehicle. Trời ơi, cái cổ. And that's not made out of steel. It's made out of a very sturdy plywood.
plywood, she said, plywood cho quý vị bằng gỗ nha. Gỗ. We don't get a lot of rain, so we need to make sure we can make our own. Make sure it falls on time and in the shot. And so, Joseph and I have a weather presentation for you here on our old Mexico set. Nước nào, đúng rồi, rồi nước. Looking over to the left hand corner. Cái này nước nha, này nước nha. There's a restaurant as well as a bear's office. Wow. You have a market không, to play. Không, 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 hết đi. Nhưng mà nó phun nước mình đó. And you take a really real life set and add those elements. You hear that thunder? Quay đây nè, quay nè, quay nè. Này bão nha, bây giờ mình đang gặp cơn bão nha. Đúng rồi, mình đang gặp cơn bão và coi như là nước chảy xuống đây đó. Rồi, đây, mưa đây. Đây, đó là mưa, mưa giả đó quý vị. Ok, và nước ở trên kia sẽ tràn xuống. Now you can see oh. The speed of velocity of this rain. Yes. Sấm sét The lightning from the strobe and the rain from the sprinklers, and you've just created the perfect setting for, I don't know. Rồi, nước tràn xuống, nước tràn xuống đây. Trận bão này. Đó. Yeah. Quá đẹp mắt, quá đẹp mắt. Rồi. Quá là đẹp mắt luôn. Rồi. Đây một trải nghiệm coi như là độc đáo đáng đồng tiền đó quý vị ha. À. Đây. Wow, look at that, hả? Yeah. Đây, 144 nha, 144 nào. 144 nào nha quý vị. And number two, it needs to be repeatable. We should be able to repeat that. Now in the next scene of the film, you'll see Norman drive that Ford sedan down to the swamp and get rid of both the car and the... Wait a second, can he see us? No. This isn't a part of the tour. Norman... No! And now as we're driving up this path, the psycho and a very impressive. Whoa, look at this. That is. Welcome to Steven Spielberg's War of the Worlds.
starring Tom Cruise. Whoa. It is part of his uncle, a set that is all designed around the digits. Đúng rồi. Look at all this thing. It's a big mess. Oh my gosh. Đây là bộ phim gì đây? Bộ phim gì đây? Okay, I'm close. Đây 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 là mình đang coi cái bộ phim đó là các bạn. Dạ. À, trên TV đang chiếu cái bộ phim mà mình đang thấy cái hiện trường nè. À. Đúng rồi đúng rồi. The plane you were looking at was an actual 747 ship from the Mojave Desert, cut up into those sections for filming purposes, yes, but also to fit under the overpass. Wow. Looking over to the right side of the tram, you'll see a giant blue screen and a concrete pit, and I'll tell you about that more in a little bit. Rồi, mình lại tiếp tục vô một cái phong cảnh khác nữa các bạn. They say the bigger the family, the stronger it is. Nãy giờ chấm em hay em chưa lắm hết chứ. Mấy cái mùa mùa cái scary á, nhưng mà đâu sợ đâu. So thank you for spending your day with us here. We're part of a large filmmaking family. Continue to be part of that family now too. Please do yourself a favor and download the Universal Studios Hollywood app. There you'll find a lot of useful information, including shows. Rồi sau khi mình coi cái Universal Studio Tour, trong đó rất là đáng đồng tiền để đi các bạn, nếu mà ai chưa từng dẫn con mình đi tới Cali chơi vô Universal Studio á, thì nên đi một chuyến. Cái vé rẻ nhất của họ là 144 đồng theo cái thời gian hiện tại.
rất là đáng đồng tiền luôn. Ban đầu mình cũng wow, tại vì ở nhà mình 12 người là 1700 mấy. Thì mình đừng có tính giá 140 đi, mình tính wow 1700 mấy thì mình wow quá không, nhưng mà rất 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 là đáng đồng tiền. Đây. Xong cái này rồi chụp hình lưu niệm. Ở trong những cái đoạn đường đi đó thì mình đi qua những cái phong cảnh mà coi như là mình thấy ở trong những cái phim trường, coi như là họ đóng phim ở chỗ đó. Và mình có đi trong chiếc xe đó, mình đi qua những cái chỗ mà nó gọi là 4D luôn đó, chứ không phải là 3D. Bởi vì 3D là mình có hình ảnh rồi, còn cái phần 4D đó là tức là cái phần mà mình coi như là cảm giác được cái sức nóng của lửa nó phun cháy, không? Rồi mình cảm giác được nước á, nước phun vô người mình luôn nữa đó. Rồi xong rồi chiếc xe lửa mình đi á, nó dằn, nó giật, nó kéo, nó làm đủ thứ chuyện hết trơn á đó. Những cái điểm đó nó làm cho mình cảm giác được là 4D. Trong cái thời gian đi đó thì Dạ Đạt ngồi ôm hai đứa bé này, tại vì cái phần đầu tiên á, thì hai đứa bé coi như là có sợ là bởi vì lần đầu tiên, nhưng mà đến hai cái phần sau đó là hai đứa bé không còn sợ nữa, bởi vì nó đã biết rằng là không có thật rồi, cho nên nó không có sợ nữa. Rồi, đắt lửa kìa mà, ok chưa? Rồi, đào kiểu đi. One more. Yay! Get up there, baby. Yay, giỏi lắm. Trời đây. Lấy cho chị. Chú Linh. Chú Linh muốn ăn hả? Không ăn cho Vi nè đi. Lấy cái chị ra, lấy cái chị ra. Lấy cái chị ra, chú Linh ăn chi đúng không? Này mày làm nha. Ghé tờ hô tiên của chị. Okay. Rồi ghé tờ hô tiên của chị nè. Một lên chị. Cái này cứng lắm, con ăn được đâu, mình ăn lập xưởng đây đâu. Nè, chú lên đem qua chị nha, mẹ đưa chị nha. Đó. Ngon quá. Chú lên ăn hết đi xà luôn cho mẹ coi. Bố mình xưa ăn nhiều lắm, con ăn đó mới gọt vậy đó, không biết tại sao giờ đó, ăn ít đó.